chụp clip xuống phim mình tin thoa bạc vớt tờ lót một vinh chụp mũi nâng clip mây mũi tiết bàn nơi cả lấy zin đây mà đó ngày này đã bật ở rõ mặt sao lo đây hot đấy tại chụp nét chất con ấy mà thoát clip được xa khi dương quạt là sông trà nấy tại tôn chụp mình camera để cầm nằm lại vì tôn pram tôi cũng mới rời đà la chẳng hạn nè chẳng đi cái chiếc camera mua để mình nằm lại cầm của mới rời đà la vì là bạn pram rồi tôi cũng mới rời đà la sai từ lớp promotion là sai từ lớp hang là sai từ cả lấy nhà sai từ lớp tiếp xả tai sầm đẹp nè đây quạt แต่ trong chập làm thọt tập bốn cứ sạ xong mình tên chụp máy quạt nick cứ chia camera Fuji film X-T100 và XT mà đầu vậy tới tầm hôm phân viết cứ một phẩy bốn chục gram megapixel mà một phẩy bốn megapixel vậy chứ ta hay thọt ban tập đo 4K tại 4K nó cứ thầm tập đo frame frame thì chẳng tầm hôm video chạy đây cứ học frame đọc 80 full HD ban xem là blocking cứ dừng ai chờ ban thì mà đo mà này hay cái đoạn viết cứ dừng cắt cho họ bán thì luôn tụm nếp mình tên mà cạch cạnh che các bạn hay che các bạn kì nhé dừng cạch trên màu che các bạn chỉ mẹ thưa vlog từ thầm thầy hay camera này bị sai thoáng mũi thoáng theo vì mình microphone check cứ dừng ai tinh microphone adapter bán đặt cho mùi nâng X-T100 nâng tại ở nâng cứ nơi hàng là khi mình lụa hàng là tại mình lụa tề to thoáng ra microphone check với nó cứ tụi mình tên anh đi với chỗ thông pi cho khỏe mì lìm mệt đấy chẳng nhẹ quạt trong tinh microphone đã thông thống cứ thử tiện adapter với đứa chuyện mình đo đo biển đấy anh đang có tam nhung quyết đấy nè một phần khởi sự mà phần khởi thể nắng ấy ở lấy dân từ mới từ ngõ khi ra ruộng anh tây hoàn thành nắng thứ ấy ban kha hai nhung đạo ti ho thì dân mơ video rụp hiệp hoặc thì dân mơ ti ho tha cua tại prao ọt nhập nè lại quan tâm tại chạm ran thoa tập bóng chấm đặc mình luôn mùi ní cứ không chấm nào mua đây mà chấm luôn tiết để nhầm đặc mình chấm dạ tôi xin lỗi ngọt chia camera mũi để cái hào tha cùng rất với cứ miên stong da đây vì cùng rất miên stong da với miên cùng rất đây đời xa ấy cứ sơn mẹp nè đây hồ si khi mà rất cái mình phải tế đời xa với chi phổ hết camera để tốt thời nào mũi cứ bầm ra cái hào tha cầm một hiệp chạm thằng ngay rồi bỏ dương thì dương trong thoát chỉ tu tới cứ ấn miên pành ha chào mình tế ở đây đã sầm khăn khi dân thở đắng tha cùng rất phân viên sơn mẹp blogger cứ ai phải bản khi ông nông ti hoa khi dùng mới về để dùng bạc máu à lần phần viên này cứ lần khít phần viên tại mình đó cứ đập pram size đập pram camera này mình full frame tức cứ crop sensor APS-C môi chất pram equivalent côn nâng môi chất pram tới dùng khơi những tổng hôm lần này đập pram ấm ấm cho môi chất pram với chỗ tổng mà phải buồn à phải buồn chặt lần này chẳng mà là mồm pram tại mình đó tinh máu sáp cứ pram bàn tại mình đó chưa tu tới dùng tinh máu dùng thử tinh cát mà sạc lạc thiết cát hay chỉ tổng sam size vì lẽ là ó hồi bắt nâng ánh bờ microphone thay thế ôm rồi tiếp chứ chúng vừa xin dựng trang thơ vlog camera này phải chịu ốc tung phần mùi và rồi là đây mà là mồm pra bàn nhóm bác này dựng mơ mình nhắn cứ Fuji dựng đăng ấy thà cả lỡ nạ kì cả score đấy phân chân phân vía nì bà dựng ách bác flash bán này kênh cảnh dựng ách chọc máu cứ flash trên màu thầm đoàn hiện nè kênh nè chăm thọt close up này dựng mơ dựng bác máu cứ flash pop up flash nó lướt camera phía trên nhưng mà đặc biệt là khi dùng prate được sai vì access app được flash để dùng đào bị khăng khói vậy bị khăng lơ vậy chẳng dùng cầm cầm prate cho ra nên sản phẩm này đại có to cho có prate bàn đặt bàn nhà nó problem function phần vía cứ đôi camera đôi kia để anh đã thọ raw file bán thọ jpeg hay jpeg video phần vía cứ file mov nó cứ thời chỉ mùi nâng mac phía trên pc có thời đã có vấn đề mac cứ bị support phản năng lúc nào test thì họ khi dùng mới thà bây giờ mac đã là cùng họ mới ấy còn có mặt cá thế này lần phần vía dùng mua lên nó cứ zoom bán zoom lên nó gặp bán hay chỉ tu tới camera khác cứ miên zoom vía dùng ai tiền tại nếu miên tiền là lừa bật tống ấy nè cứ dùng chọn lừa nè ở đây để nhôm sờ lạnh mới nhôm đẹp tịch còn thọ sơn ở đây để nhôm sờ lạnh thì đẹp camera này to tại nó cứ miên bị tông record video này lừa nè đẹp đây là ai tệ bấy cứ ở miên này chứng yeah nhôm cái tha là o mình tên của camera vị trí để thua mà đẹp thọ video miên function video cua tại miên bật tần này luôn mấy chiếc file S cầm miến Sony cầm miến cần nóng được chọn miến thế video dedicated button nắng cần nóng khá miến cần nóng khá ọt ta chỉ tu tới bờ sân chỉ miến function video của từ miến bật tông nguyên năng XT bay nhiều miếng ăn chất cả lại năng tí cho kẻ bên này sờ lạnh tận ngon tại nên miến sẹp tận đoan gì mà chọn video mất record video à
video này dân mới mà thơ vlog mình xuống áo lại xuống lời thầm thở hai record nếu cứ chưa ca test xa là bóng pra Fuji X-T100 đồng bay thua ca phở vlog microphone toal tại đó chỉ mùi nâng camera này ta lưu lọ mình lọ này nực cái máy này rồi chẳng ai tiếp nâng chân can thơ vlog cứ bảo bài nâng ấy chẳng ní cứ chia ca thơ vlog đó can lại toal đó chậm bạch như lúc như mọi bên phở trường phở ấy tề nhưng cho trường như mọi đại chậm tí tết chậm đại thì dừng mình chẳng anh ấy cứ chia ca pra X-T100 cái nông lại khả năng thắt quần phía video thì dừng mở toal ấy nhưng đừng thoát bi rồi thì dừng mở khá đá vậy luôn trẻ nhôm mà đăng phép cái riêng tham mà chứ của ấy và phê review camera này vậy luôn cứ vậy clay mặn mặn tới chứ we a slider tầm rời ca phần dưới a slider lối slider vậy luôn chậm năng chậm nổi chất lơ phải thế nên dùng chút chất brand mới nãy dùng tinh brand mới năng tạo khó thì nhưng mà bọc không cái riêng thật tinh Fuji thật tinh Lumix thật tinh Sony thật tinh cái nóng not really nhưng thế các bạn nhé, sai từ lớn từ lôi phần dương hay nè phía trước nè đây cho chất Fuji của chất lạc nè classic riêng classic chẳng hạn nè sạch xong đẹp đó hay quân đội phía phần vía cứ từ tôi yêu ban đẹp đó mà đây ta dương phở ca ban admin pành hai nữa tỷ à quay đây là chỉ riêng vì sai sự đẹp nè để tên camera thay thay máu cứ có chạy thọt ọt có thở điên thọt có thở chạy prao vía thở ấy phang chân lớn thì cứ miên tầng miên năng bị âm a s p SO plus นี่คือนี่คือการท่าลักษณะท่าช่วยสมรักช่วยคุณภาพช่วยอันนี้สงสัย SO plus นั่นสิเกิดจากกันนั่นสิไอ้รถดังไหนเนี่ย SO plus advanced SR auto บาท advanced SR auto คือ select optimism camera setting for sendmo camera auto แต่ลอง thought mode ไอ้เวีย smart AI ใช่ไหมลองเรื่องเอาแต่ลองบาท SO plus thought mode point บาท focus point วีไอ้คือหล่อบัตรตรง layout คือสวนปลา miền time lapse sản phẩm này cho thoát time lapse này không nên miền built in tại mặt ông mà chúng ta mạch tính app time thì camera class thật tính time bởi tông layout vía như vậy tại đại cứ sruel pra mình tên nơi khẳng này cứ sử dụng shutter speed anh ấy sử dụng f-stop bất năng ảnh bởi lần Fuji phía trở anh cứ sử dụng f-stop nó lớn lần anh ấy cứ ọt miền tế chẳng dừng sử dụng nó không camera tính máu kia dừng mình khít là nâng mùi xẹp tại mặt ông pra bàn dừng ai thua vlog thua ấy tính đã đập tờ máu đã microphone chọc bất năng ảnh ở miền ấy tiết tế bà chẳng nỉ sân khâm ta khi dân mang tattoo score bị ví hay chỉ riêng mũi đây nhom ở trong ao sầm biệt từ lời nhẹ mơ được con cất thả lực bẻ nè mũi mến mén này bẻ này cứ nhom trong lực đây ao tận đầm lại sầm rôm con được phiệp lọ chẳng nỉ cứ chia camera mũi để sạc xong mình tên sầm rầm để cho thua vlog hay nè để trong thua vlog có đôi chia nhẹ để cho chất thọt selfie chụp thế say thử đầm lại sầm rôm mình tên bà pram rồi sai sắp bốn rồi lại nữa ngay phải là bạn phần nâng cái miên promotion cho làm chắc những ai cất cu mở tay bà chụp nên clip ra tiết chúng mình được cho mát buổi chiều hay xong một phải tôi ra cầm hoa cỏ na môi và bộ clip đi thoát tới hiện là nhẹ nhàng tiết được sai nhóm mặt bàn trim chặt trim cài cho bạn lo và không lúc này thoát được sai trong anh kia mình bị ồn mờ nhưng chẳng sẵn không thay kia dương chui share chui like để chui subscribe YouTube channel cho mát phong đây mình chúng mình thay liền thoát chụp nên là việc ở ra tiết chúng mình được cho mát buổi chiều bye bye.